Rồi số 6 này mình vào cái hậu quán, mình sẽ đi phá nhà người ta nha. Mình sẽ đổi thành ăn mình nha bạn. Mình đâu rồi. Rồi mình vào được cái hoa vàng của thằng nào không biết nữa. Nên mình chờ ăn. Sau là mình ăn cắp hết vàng của nó luôn các bạn.